bạn suýt thì ngã xuống sàn khi bật tỉnh dậy ở sân bay. Ngạc nhiên thay, chính sự im lặng như tờ ấy đã đánh thức bạn. Thông thường các sân bay hoạt động rất tấp nập, hành khách vội vàng để bắt kịp chuyến bay của mình. Thông báo được thực hiện mỗi phút, máy bay thì cứ cất cánh và hạ cánh. Nhưng giờ đây chẳng có chuyển động nào hết. Các cửa hàng miễn thuế vẫn mở, nhưng bên trong chẳng có ma nào. Không hành khách, không nhân viên bán hàng luôn. Bạn thấy dựng tóc gáy và lạnh cả sống lưng. Còn một giờ nữa mới đến chuyến bay của bạn, nên bạn nghỉ ngơi trước chặng đường dài về nhà. Rồi nửa giờ sau bạn thức dậy và thấy cảnh tượng này. Bạn đứng dậy và đi qua nhà ga. Vài phút sau, bạn không thể phủ nhận điều hiển nhiên nữa. Cả tòa nhà đã hoàn toàn bị bỏ hoang. Bạn dần đi bộ càng lúc càng nhanh hơn. Đầu óc bạn chứa đầy những suy nghĩ thấp thỏm. Mọi người đi sơ tán cả rồi sao? Hay có thiên tai nào đó đang diễn ra? Sóng thần ư? Hay động đất? Nhưng tại sao không ai đánh thức bạn dậy? Có rất nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Bạn bắt đầu nhìn ráo rác, tìm kiếm lối ra gần nhất. À ha, đây rồi. Điều khiến bạn lo lắng hơn cả là không có ai ở điểm kiểm soát hộ chiếu. Trạm hải quan cũng vắng tanh. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất là dường như mọi người rời khỏi nơi này không hề vội vàng. Mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Và bạn còn mong đợi một nhân viên an ninh sân bay xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn tới sảnh đến, trong lòng đã đoán trước sẽ chẳng có ai. Không có ai đợi bạn ở đó, trên tay cầm một tờ giấy có ghi tên bạn cả. Không có tài xế taxi nào mời bạn lên xe cả. Bạn đi ra ngoài và nhìn thấy vài xe taxi. Thật không may, chúng đã bị khóa và xung quanh chẳng có ai cả. Bạn nhìn thấy một chiếc xe buýt ở đằng xa. Bạn gần như chạy về phía nó, kéo chiếc vali lớn và khá nặng của mình ở phía sau. Cửa xe buýt đang mở, nhưng đó là tin vui duy nhất. Không có tài xế, không có hành khách nào khác. Bạn đến chỗ cho thuê xe hơi. Đúng như dự đoán, văn phòng cũng trống trơn. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài chọn lấy một chiếc ô tô và lấy chìa khóa. Và ai có thể trách bạn nếu bạn chọn chiếc Porsche mùi trần mà bạn vẫn mơ một lần được lái chứ? Trước khi khởi động xe, bạn thử gọi điện cho bạn bè. Không có tín hiệu. Ứng dụng nhắn tin cũng không hoạt động. Không có kết nối Internet. Bạn bật radio trên xe nhưng chỉ nghe thấy tiếng rè và tiếng lốp bốp. Dù tình hình có vẻ đáng sợ đến đâu thì bạn vẫn là một người lạc quan. Bạn cố gắng đón nhận toàn bộ trải nghiệm này như vô số cơ hội mà bạn chưa từng có trước đây. Ở khách sạn xịn nhất trong thành phố thì sao nhỉ? Không có người gác cổng để mở cửa hoặc giúp bạn đẩy hành lý của bạn vào. Nhưng về mặt tích cực thì bạn cũng không cần check-in nhận phòng và trả một đống tiền cho một đêm ở nơi này. Bạn bấm nút thang máy. Nó không sáng lên. Điều duy nhất bạn nghe thấy là sự im lặng. Duh. Bạn nhấc chiếc vali nặng trịch lên và bắt đầu leo lên cầu thang. Bạn chắc chắn những phòng tốt nhất nằm trên tầng cao nhất. Khi đó bạn không nghĩ đến việc tòa nhà có tới 35 tầng. Và bạn không đủ khỏe để nhanh chóng lên đó với một chiếc vali nặng, rất nặng. Sau khi thở hồng hộc, cuối cùng bạn cũng đến nơi. Sau đó một ý nghĩ xuất hiện trong đầu bạn. Các phòng hẳn đã khóa và bạn không có chìa khóa. Bạn thử đẩy cánh cửa đầu tiên bên trái. Nó mở ra. Như vậy chỉ có thể ám chỉ một điều: không có điện. Và thế nghĩa là bạn không thể tắm vòi hoa sen mà bạn vẫn ước ao khi leo đến tầng 14. Bụng của bạn lại chọn đúng thời điểm đó để phàn nàn. Nó phát ra tiếng gầm gừ sôi sục. Bạn chọn phòng tốt nhất ở tầng đó. Nó có cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh. Sau đó bạn thả vali xuống giường và đi kiếm đồ ăn. Bạn lái xe hơi đến trung tâm mua sắm lớn nhất trong khu vực. Toàn bộ quá trình hóa ra lại thú vị đến không ngờ. Thích gì được nấy. Các cửa hàng và siêu thị chẳng có lấy một bóng người. Bạn đi ngang qua các nhà hàng. Bên trong không có ai có thể nấu món gì đó phục vụ bạn. Và bạn không giỏi đến mức tự nấu cho mình một bữa ăn mà không làm cháy rụi nhà bếp. Bạn lấy thức ăn yêu thích của bạn tại siêu thị. Sau đó bạn đi bộ xung quanh trung tâm mua sắm, chọn một số món đồ vẫn hằng ao ước. Vài bộ cánh từ bộ sưu tập mới nhất, chiếc đồng hồ trong danh sách mong ước của bạn từ năm ngoái. Bạn chần chừ đứng gần siêu thị điện máy. Nhưng tại sao bạn cần thiết bị mới nếu không có điện và internet chứ? Bạn rời trung tâm mua sắm, đang đi về phía xe hơi của mình thì có một thứ khiến bạn đờ ngây người. Một con ngựa van à? Nó đang chậm rãi lang thang quanh bãi đậu xe, đến gần chiếc xe của bạn một cách đáng báo động. Bạn lôi điện thoại ra để Google cách thoát khỏi ngựa vằn hoang dã. Ừ thì không có internet. Bạn cẩn thận đuổi con vật đi. Nó nhìn bạn chằm chằm một lúc rồi quay lưng bỏ đi.
bạn có thể tưởng tượng thấy nó nhún vai luôn. Bạn vào xe và lái về khách sạn, nơi bạn phải đối mặt với một vấn đề khác. Bạn có quá nhiều đồ, không đời nào bạn có thể kéo tất cả lên tầng cao nhất mà bạn ở được. Bạn cất phần lớn sản phẩm trong nhà bếp của khách sạn. Ở đó có một tầng hầm lạnh giúp bảo quản thức ăn của bạn trong một thời gian. Sau một bữa tối ngon miệng, bộ não của bạn dường như hoạt động hiệu quả hơn. Bạn nhớ lại rằng khách sạn bạn đang ở nổi tiếng vì cơ sở spa của nó. Ở đây có cả vài con suối tự nhiên nữa. Vấn đề tắm rửa của bạn đã được giải quyết. Vài tuần trôi qua mà không có thay đổi gì. Mọi người vẫn chưa trở lại thành phố. Vẫn không có tín hiệu radio và điện. TV không hoạt động. Bạn đã học cách sống mà không có điện thoại thông minh và internet. Thể chất của bạn ở tình trạng tuyệt vời. Rõ ràng là một căn hộ trên tầng 35 không có thang máy đã giúp bạn có được sức khỏe đó. Bạn cũng ghé các hồ bơi khác nhau ở khắp thành phố nữa. Thêm vào đó, khi không có điện, việc sinh hoạt hàng ngày của bạn khá tốt. Bạn đi ngủ khi trời tối và thức dậy lúc mặt trời mọc. Tóc của bạn đã dài ra thật phong cách. Bạn vẫn đang đợi mọi người quay trở lại. Bạn chẳng có gì để làm ngoài việc đọc sách. Bạn tìm thấy một thư viện và bắt đầu học vài ngôn ngữ mới. Nhưng vì không có gì khiến bạn phân tâm, bạn lại có quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Bạn cảm thấy cô đơn và buồn chán. Một ngày nọ, bạn nhận ra không có gì cho mình chờ đợi. Đã đến lúc đi tới một thành phố khác. Đó là một quá trình phức tạp. Bạn bắt đầu hành trình của mình bằng xe hơi. Khi xe hết xăng, bạn tìm thấy một chiếc xe đạp, rồi lại chuyển sang xe hơi. Bạn thậm chí còn đi bộ một số đoạn trên chặng đường nữa. Khung cảnh trông như thể mọi người vừa rời khỏi nơi này vậy. Nhưng các con vật mà bạn gặp trong chuyến đi có hành vi kỳ lạ. Chúng quá thân thiện và dường như không sợ bạn. Cứ như chúng chưa bao giờ nhìn thấy con người ấy. Sau một tuần lang bạt, bạn phanh gấp chiếc xe hơi của mình. Xe dừng lại trước một hàng rào lớn. Nó được làm bằng một vật liệu sáng bóng kỳ lạ. Bạn thử lái xe sang trái, nhưng mãi cũng không đi hết hàng rào. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn khám phá phía bên phải. Bạn nghĩ về nhiều cách khác nữa. Đào bên dưới hàng rào chắc chắn không phải là một lựa chọn. Nhìn qua, có lẽ hàng rào ăn sâu xuống lòng đất. Phá rào, một ý tưởng tồi. Dù không biết vật liệu này là gì, nhưng trông nó rất chắc chắn. Sự lựa chọn duy nhất của bạn là trèo qua hàng rào. Bạn quay trở lại thị trấn gần nhất và lấy một đôi giày đá bóng có đinh ở đế, một đôi găng tay và một sợi dây thừng. Sau nhiều giờ vận động cơ bắp một cách chăm chỉ, cao nhau và đổ mồ hôi, bạn đang ngồi trên đỉnh hàng rào. Bây giờ, bạn chỉ cần xuống, tìm một chiếc xe hơi khác, đến thị trấn gần nhất, tìm xem có người nào ở đó hay không. Cuối cùng, bạn đã xuống được mặt đất, bạn quay lại và thấy một người đàn ông. Anh ta có vẻ sợ hãi và đang dần lùi ra xa bạn. Bạn phấn khởi đến nỗi không thể ngăn mình hỏi dồn dập. Người đàn ông đang im lặng lắng nghe bạn. Đến khi bạn hết câu hỏi, anh ấy dường như mới bình tĩnh trở lại. Rồi đến lượt anh ấy nói, mọi người đã rời khỏi khu vực đó từ nhiều thập kỷ trước rồi. Đó là vào khoảng năm 2021. Chuyện ấy xảy ra sau vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu không thời gian. Rào chắn xuất hiện xung quanh một vùng lớn. Nó ngăn cách toàn bộ mọi người và tất cả các loại tín hiệu. Không có ai ở bên của chúng tôi biết được chuyện gì đang xảy ra ở bên kia. Theo thời gian, hàng rào trở nên yếu đi. Vài người đã trèo qua được. Nhưng những người qua đó đều không bao giờ quay trở lại. Chúng tôi xây hàng rào này để ngăn mọi người mạo hiểm mạng sống của họ. Anh chính là người đầu tiên xuất hiện từ bên đó.